làm calculator được. Cái điện thoại đó mình đang đi tìm chứng minh rằng cái depreciation rate là 30% ha. Thì cái formula thế này: future value bằng với present value nhân với lại 1 trừ đi R, này là percent bao nhiêu phần trăm mỗi năm này ha, chia cho bao nhiêu phần trăm thôi. Ví dụ như nó là 8% thì mình sẽ viết là 0.08 chẳng hạn ha. Nhân cho đây là cái số năm này, nó giống như cái formula của compound interest vậy đó, nhưng mà thay vì cái dấu cộng ở trong compound interest, tức là mình gửi tiết kiệm tăng cái số tiền lãi suất interest của mình lên, thì cái này nó giảm giá đi cho nên mình phải trừ ha. Rồi per year thôi, không cần phải là theo tháng rồi gì cả, cho nên là cái R này như vậy không cần phải chia cho cái số tháng mà như thế này ha. Dạ, kiểu vậy. Rồi future value là 735, present value là 1499, 1 trừ đi R, chỗ này cái số năm người ta nói là 2 năm, đây là cái N này bằng 2 ha. Như vậy là mình chỉ cần solve equation này sẽ tìm được R. Ok, cái này mình biết solve rồi đúng không? Con tự con làm tiếp đi. Mình đang đi chứng minh rằng R nó bằng 30%. Nó ra trừ 0.299. Từ từ, cái R con làm viết ngược lại chứ. Lấy 1 trừ đi cái square root này nè. Mình nhầm À, cái phải ô. cộng Ngược cộng lại, một. 1 trừ đi cái square root đó. Trừ square root của 735 chia cho 1499. Đó, 0.299 này rao thành 30% đó ha. 1 trừ đi cái này, mình viết bị nhầm cái order. Không Rồi. chấm a Yeah, thì đó là cái method dùng formula ha. Tóm nhỉ. lại là formula đó nó giống như formula của compound interest, tức là nó có trong formula sheet, nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là mình có một cái negative interest rate ha, tức là bị giảm giá theo thời gian. Large view coverage ta. Đây. Cách số 2 mình làm cái calculator này. Thì mình vẫn vào cái menu quen thuộc ha, là TVM. Vẫn chọn compound interest luôn, F2. Rồi. Chỗ này N là 2 năm thì enter số 2 vào. Interest rate là cái mình đang đi tìm, tạm thời để số 0 ha. Future value là 735 là mình thu tiền về. Mình thu được tiền khi mình bán cái điện thoại đấy. Còn tất nhiên PMT là 0. Sorry, nhầm. Future value chỗ này này mới là 735. Còn cái present value xem như là mình đã bỏ tiền mình mua điện thoại 1499. Và nhớ rằng cái chỗ này nó phải là negative nha. 1499. Đó, bỏ tiền mua điện thoại là negative. Chỗ này bán điện thoại đi lấy được tiền về là positive 735. Còn PY và CY thì phải là chọn bằng 1, tại vì là mình tính hàng năm thôi. Mỗi năm giảm giá đi bao nhiêu phần trăm nó, chứ không phải là tính mỗi tháng. Cho nên CY PY bằng 1 ha. Và mình sẽ đi bấm tìm cái interest rate là I này, tức là bấm F2. F2 thì đó, âm 29.97% ha. Bấm máy tính này thì mình quen rồi đúng không? Chỉ có lưu ý một xíu cái chỗ nào âm, chỗ nào dương thôi. Present value mua điện thoại negative, future value bán điện thoại positive. Tiếp theo, an Azura smartphone and a Belson smartphone will have the same value n and years after were purchased. Find the value n. Sau n năm thì giá của hai cái điện thoại để bằng nhau, hỏi là bao nhiêu năm. Câu này có hai cách làm. Một cách là con dùng formula tìm cái intersection point của hai cái graph. Dạ, chỉ có cách đó thôi chứ không cách thứ hai đâu. Cách thứ hai là manually dùng formula để làm thì nó lâu lắm. Formula thế này này, thầy viết formula trước rồi sau đó thầy sẽ bày con cách bấm calculator dựa trên formula đó. Tức là với cái điện thoại thứ nhất Azure lúc nãy, Azure thì mình đã có formula là future value của nó bằng present value 1499 nhân với lại là 1 trừ đi 30% là 0.3 này ha. Số năm là n. Và trong tương lai cái price, cái giá trị của nó sẽ bằng với cái điện thoại là Belson. Thì cái điện thoại Belson formula tương tự, giá ban đầu present value là 850 ha. 1 trừ, nhưng mà nó giảm giá ít hơn 20% mỗi năm, 0.2. Ok, and đó. Mình solve equation này này.
thì mình sẽ tìm được n. Thầy sẽ bày con cách Solomon-Lowry luôn, rồi sau đó bấm máy tính sau ha. Solomon-Lowry là mình sẽ chia hai cái term mà nó có chứa power n với nhau này, có nghĩa là 1 trừ cho 0.3 chia cho 1 trừ đi 0.2. Hai đứa nó đều có cái power n cả cho nên nên chia nhau ha. Đó. Thì sẽ bằng 850 chia cho 1499. Rồi cái này thì viết chung lại cùng một power luôn. 1 trừ 0.3 tức là 0.7, 1 trừ 0.2 tức là 0.8. Đó. Và power n này ha, bằng cái ratio con số này. Chắc không simplify được đâu, tạm thời cứ để vậy đi. 850 chia cho 1499. Ok. Thì n này nó sẽ bằng logarit base của 0.7 chia 0.8 tức là 7/8 của con số này. 850 chia cho 1499. Đó. Thì đó là cách làm thủ công manually ha. Yeah. Bấm máy tính cái này. Logarit không biết cái máy online kia nó bấm được logarit không. Cái này nó không bấm được cái base ha. Dùng cái máy mới luôn. Máy mới này. Exit ra menu. Menu bình thường menu 1 này. Đây, log này, nhưng mà log này là log base 10 nha. Log base 10. Dù công thức không là đối và đối cái logarit nữa ha. Cũng được nhưng mà hơi lâu. Nó không có cái chỗ mình chọn cái base á. Thôi cũng được, không sao. Thầy sẽ nhắc lại cho mình cái formula base change ha. Và cái formula đó nó có trong formula sheet của mình á. Cái log base 7, 8 này nè. Mình sẽ đổi nó thành là log tức là base 10 ha. Base 10 của con số đó. 850 chia cho 1499. 1499. Và cái bottom sẽ là log base 10 của 7/8. 7/8. Đó. Thì bấm máy tính này nó sẽ ra của 850 chia cho 1499. Sau đó thì mình chia tiếp cho log của 7/8. Kết quả là 4.255. Làm tròn là 5 năm ha. 4.25 years. Rồi, đó là cách làm manual. Còn cách làm máy tính này thì mình sẽ vẽ hai cái graph của cái function ở bên trái này. Function bên trái 1499 to the power n này ha. Và function bên phải n này thì thầy sẽ enter là x. Rồi. Còn máy tính làm theo thầy nha. Menu và menu vẽ graph này. Xóa hai cái graph cũ đi. Đó. Graph mới mình enter vào 1499 nhân với lại là 1 trừ đi 0.3. Mình có thể viết 0.7 luôn cũng được ha. To the power này. Power này mình sẽ enter cái variable x, tức là cái mình đang đi tìm số 5 đó ha. Yeah. Đó. Còn dưới này tương tự như vậy thôi. 850 nhân với lại là 1 trừ 0.2 to the power x. To the power x. Đó. Yeah. Sau đó mình draw thôi. Draw. Tìm intersection point ha. Thì giao điểm của hai cái graph này. Bây giờ mình thử cho nó auto zoom xem sao. Zoom này. Auto này. Chưa thấy cái giao điểm chỗ nào cả ha. Thôi chọn window thủ công đi. Mình đoán thôi. Mình đoán cái số 5, x là số 5 thì minimum là 0. Mình có thể đoán là cho 10 năm là maximum chẳng hạn ha. Còn value của y là cái giá trị của nó đó. Giá trị của nó tối thiểu là 0 và tối đa là 1499 ha. Đó. Bây giờ quay lại về graph thôi. Row này. Đó, đây là giao điểm này ha. Sau đó mình tìm giao điểm GSO này. Intersection ở chỗ này ha. Đó. 4.248 y chang với cái cách làm manually kia. Dạ. 4.248. Mình bấm theo được kịp không? Dạ được rồi. Thì tất nhiên là mình học AI mình được dùng calculator ha. Để coi đáp án coi nè. Moskim. Giờ người ta làm thủ công. Không, viết equation này ra. Đó, tức là dùng calculator đó. Viết equation cái chỗ mà thầy bôi về highlight này. Cái phần log mình học hơi lâu rồi. Mai mốt phải review lại. Mà chắc chắn là mình sẽ học lại cái math về logarithm này. Không biết là trường người ta dạy sớm hay dạy trễ thôi. Nhưng mà chắc chắn là có đấy. Yeah. Làm tròn là mình câu trả lời kết luận mình sẽ là 5 năm nha. Tại vì mình sẽ không tính kiểu số năm lẻ. Depreciation rate là tính annual ha, mỗi năm. Câu trả lời của mình là 5 years. So after 5 years, the price of two cell phone will be the same.
Đáp án này nó không có làm tròn, nó lấy 4.25 luôn. Thôi kệ đi, vậy đi. Rồi, câu C. Comment on the validity of your answer to part B. Giải thích xem câu trả lời của mình nó có hợp lý hay không. Validity. Hợp lý, tại vì 4 năm thì nó không phải là một thời gian quá lớn. Nghĩa là điện thoại đó nó vẫn còn có thể hoạt động được, nó không bị hư ha. Điện thoại hư thì coi xem như là vứt, không ai mua cả thì giá trị nó bằng không. Cho nên validity thì mình thầy nghĩ là mình có thể viết là yes, the answer in the part B is valid because the year 4.25 years is not too long, which means the phones are still usable hay là still can operate ha. Thầy nghĩ vậy, còn coi cái đáp án coi nè. The calculation suitable smartphone will depreciate at constant rate. À rồi, đáp án kiểu khác nha. Có nghĩa là giả định rằng cái sự mất giá mỗi năm 20 hoặc 30% đó là không thay đổi. Nhưng mà trong thực tế thì cái sự mất giá đó nó có thể thay đổi. Có nghĩa là năm đầu thì mất giá 10%, nhưng mà năm 2 thì mất giá 20%, năm 3 thì mất giá 30% chẳng hạn ha. This is unlikely given that the new smartphone are released regularly. Khi mà một cái mẫu điện thoại mới được người ta sản xuất ra, and when new model smartphone release, older phones are likely to appreciate in value more quickly. Khi một điện thoại mới được sản xuất ra thì điện thoại cũ nó sẽ giảm giá nhiều hơn. Cho nên là câu trả lời mình nói là no nha. Thì no. Hoặc là nó chỉ có thể valid với điều kiện with the consumption that validity, comment on the validity. Cho nên cũng không cần trả lời yes no, mình chỉ cần trả lời rằng là với điều kiện nào, on which condition the calculation can be done in that method, that way, ha? Huh? Tức là mình trả lời là the calculation is only valid with the assumption that the depreciation rate of the two phones are constant. Why in reality, the depreciation phone tends to increase over time due to the release of new phone models, ha? Huh? The release, the launch of new phone models. Thì chụp cái đó bỏ vào được không thầy? Là miếng viết hả? Để con đọc rồi. Cũng được. Thì nếu mình dùng GDC thì mình bỏ hai cái equation của hai cái phone vào đó. Intersect. Đúng rồi. Yes. Thì đó là cái method chung để mình solve một cái equation ha. Mai mốt sẽ có nhiều cái bài toán liên quan đến equation. Và hầu như tất cả mọi cái bài toán đều là mình solve một equation nào đó để tìm được một solution. Thì cái method chung là mình vẽ ra hai cái graph và tìm intersection point như vậy đó. Rồi, làm tiếp bài tiếp theo ha. 27 này dài vậy ta. Một tí nữa nốt bài 27 này thầy sẽ tìm mấy cái câu past paper để mình làm luôn. Option A, Option B, dạ vậy. Thu nhỏ xíu thì mới screenshot hết được. Sang trang khác đi ha. Trang này còn nhiều mà. Thu nhỏ xíu, rồi. Brooks, giống tên của Batman ha. Going to a car dealership to purchase a new vehicle. The one he wants to buy costs $16,000. However, he doesn't have that much money in his bank. The salesman offers him a financing option for 30% deposit, followed by 12-month payments of $1,150. Nghĩa là ban đầu thì mình phải trả trước deposit 30% giá trị của cái chiếc xe này, 30% của 16.000 ha. 16.000 nhân với 0.3. Xong sau đó nó trả góp. Sau đó là trả góp mỗi tháng $1,550 trong vòng 12 tháng. 1.550 trong vòng 12 tháng này. Thì số tiền trả góp là đây. Cộng thêm số tiền deposit ban đầu nãy là nhiêu thầy quên rồi. 4.800 ha. 4.800. Oops. Như vậy thì tổng giá trị thực tế mình sẽ trả là 18.600, nó cao hơn 2.600 so với cái giá trị chiếc xe. Tất nhiên mình phải trả một khoản lãi interest ha. For the amount deposit, câu này quá đơn giản rồi, chính là 0.3 nhân 16.000 ấy, 4.800. Calculate the total cost, thầy vừa làm luôn rồi, đáng lẽ thầy không nên làm thay như vậy ha.
18.600 bằng cách tính là total payment 12 tháng cộng thêm deposit ban đầu ha. Rồi, con ghi tạm là hai câu đó trước để sau đó mình sẽ xem câu tiếp theo. Rook's father generously offered him an interest rate free loan $16,000 to buy the car to avoid the expensive loan repayments. Bố của anh chàng này cho anh ta vay không lãi suất. They agree that Brooks will repay the loan by paying his father X dollars in the first month and Y dollar every following month until the $16,000 is repaid. Anh ta sẽ trả trước cho bố một khoản tiền X ban đầu và sau đó mỗi tháng trả thêm một khoản tiền Y nữa cho đến khi đủ 16.000. The total amount Brooks' father received after 12 months is $5,200. Ủa sao kỳ vậy? Sau 12 tháng thì ông bố nhận được có 5.200 thôi. This can be expressed by the equation x plus 11y equals 5,200. The total amount that Brooks' father received for 24 months is 10,600. Ồ, như vậy có nghĩa là trả rất là chậm. Nhiều khi phải trả đến 10 năm mới hết nữa. Write down the second equation involve x and y. Con này cũng dễ thôi. Sau 10 The total amount that Bruce's father received for 24 months. Câu C con viết là một equation tương tự như equation người ta đã cho. Cái người ta đã cho là đây x cộng với 11y thì bằng 5.200 ha. Bây giờ sau 24 tháng thì cái equation như thế nào? X cái tháng đầu tiên là x. Rồi mình cộng thêm với 24 nhân với y nhé. X cộng thêm 24y thì bằng 10.600. X cộng 24y equal 10.600. Rồi bây giờ mình show system này này thì sẽ tìm được value của x và y. Answer của câu D. Tất nhiên là show manually được nhưng mà mình vẫn có thể dùng calculator ha. Calculator thì con enter hai cái function như thế này. Hai cái này là gọi là function, yeah function, hai cái function và tìm intersection point của nó ha. Đây, ta delete xóa đi hai cái function ban đầu. F1 này, x này. Còn y thì bấm chỗ nào ta? Chắc là bấm hai lần thì nó xem y thử coi nhá. 11. Bấm hai lần không được, hai lần ra cho hai chữ x. À không, tại vì là thầy sẽ xem như là y, thầy viết equation là y mà, y1 mà, thì y1 nó sẽ bằng là 5200 chia 11 trừ đi x ha, 5200 chia 11 nha, chia 11 trừ đi x chia 11 nha. X chia 11. Mà thực ra làm kiểu này nó lâu đúng không? Mình sẽ có cách làm khác nhanh hơn chứ. So system để thử coi nè, chỗ nào trong calculator so system. Thì tất nhiên là làm manually thì thầy nghĩ là con biết làm rồi đúng không? Equation đây này. Đây là simultaneous này, lại này. Menu ha. Vào chỗ menu equation này. F1. Chọn F1 simultaneous, yeah. Number unknown là 2. Hai cái variable là x và y ha. Yeah. Rồi, enter thôi. A là 1 này. B là 11 này. C là 5200 này. Rồi, tương tự dưới này là 124 ha. Và 10.600. Đó. Bấm show này. F1 show. Thì mình sẽ có x là 630.76 và y là 416.38 ghi kết quả y chang như vậy ha. Nếu mà lấy 36 fix thì là 631 và 415. Coi đáp án thôi, nó có lấy 36 fix không? Từ từ, đáp án nó khác của mình. Sorry, thầy nhầm một chữ con. 23 cho 24, quên mất 24 tháng, trên này là 12 trừ đi 1 là 11 mà ha. 23. Chính lại cái chỗ này là số 23 này. So. Thì yeah, đã giống đâu giống với đáp án 250 và 450. Nhanh lắm. Câu E, calculate the number of months it would take Brooks' father to receive 16,000. Câu B đó, câu đó mình có thể làm manually thế này.
Mà thôi mình tự làm đi, thằng nghĩ là mình tự làm được. Tính xem bao nhiêu tháng thì mình xem quả đó, cái đó là N ha. À, số tiền ban đầu là 250 cộng với N nhân với cái số tiền trả hàng tháng là 450 đó. Và đối cái tháng N nào đó thì ông bố đấy sẽ nhận được 16.000. Thì mình solve equation này mình sẽ tìm được N thôi. X cộng X là 250. Rồi con sẽ đi tìm N là cái số tháng ha. Và Y là bằng 450. 250 này cộng với lại là 450 N. N là cái số tháng phải đi tìm này. Trừ 250 xong rồi chia 450.35 năm 35 tháng hay là 35 năm tháng. months. Ừ, nó sẽ gần là 36 tức là 3 năm đó. Cái này là trả trả hàng tháng monthly. Rồi, câu tiếp theo. Brooks decided to buy a cheaper car for $12,000 and invest the remaining $4,000. He considered to invest two investment options over 4 years. Ông này quyết định là mua chiếc xe rẻ hơn, mượn của bố 16.000 nhưng mà mua 12.000 còn 4.000 thì đem bỏ ngân hàng. Option A: compound interest rate at annual rate 6.5%. Option B: compound interest at nominal annual rate 6% compounded monthly. Express answer in part F to the nearest dollar. Calculate the value of each investment option after 4 years. Hỏi rằng là sau 4 năm thì cái số tiền mà 4.000 đô ông ta đầu tư đó sẽ tăng lên là bao nhiêu theo mỗi cái option A và B ha. Thì con thử bấm đi, tí nữa mình compare với cái answer. Lưu ý cái option B là compounded monthly, tức là PY và CY là bằng 12 ha. Còn cái option A thì là PY và CY bằng 1 thôi. Cái PY mình vẫn phải lẻ 12 chứ đúng không thầy? Cái CY mới là 1. Từ từ, PY compounded PY. annual rate he considering to investment à, không đó đều là một cái đấy, tại vì là người ta đâu có nói chỗ nào là compounded monthly đâu. Tại vì con bỏ nó ra tới 82.000 mấy. Không phải đâu, chắc mình nhầm gì rồi. Cái số 5, từ từ từ, không không không, mình bấm enter n, chỗ này là số 5 chứ không phải là số tháng nha. Enter số 4 thôi, còn enter 48 thế này mà khi mà gõ vào CY là bằng 1 thì nó sẽ hiểu là 48 năm ấy. Chỗ này mình gõ số 4 thôi. Còn cái bên cái option B thì mới gõ là 48 tháng hả? Option A là 4 năm thôi, số 4 thôi. Mình viết cả số 5 hả? Rồi, sau 4 năm thì sẽ được 5.145 đô, tức là lãi được 1.100 khoảng hai mấy phần trăm. To the nearest dollar thì round thành 5.146 ha. Giờ bà nó có nói là to the nearest dollar đó, 5.146. Rồi, option B 48 tháng. PY và CY bằng 12. Future value. À, coi thử cái ngàn 5.001 có đúng chưa đã. Đúng rồi, 5.146. Rồi, future value của option B sẽ là 5.081 82. 5.082, đúng với answer rồi đó. Hôm bữa trước mình có làm một cái bài về cái gì ta, area ha, differentiation thì maximum minimum ha. Hơi lâu rồi chắc bị quên rồi. Không sao, mai mốt học lại topic đó ổn lại. Ủa, hết giấy rồi đúng không? Sang trang mới. À, hôm trước là cái bài đó maximum minimum đó ấy, con làm chưa tốt lắm đâu cho nên mai mốt phải làm lại thôi. Angel has $500 in his saving account. Angel considers investing the money for 5 years with a bank. Đầu tư bằng cách gửi ngân hàng trong vòng 5 năm. The bank offers an annual interest rate of 1.2% compounded quarterly.
mỗi năm trả lãi 3 lần, à lộn 4 lần nha, 3 tháng một lần. Cái annual interest, lãi suất mỗi năm chỉ là 1,2%. Calculate the amount money Angel would have at the end of 5 years with the bank. Tính số tiền anh ta có được sau 5 năm. Bấm máy tính như nãy hồi mấy bài trước giờ mình làm thôi ha. Give the answer the correct decimal places. Thường là 2 decimal places. Rồi, mình con làm đi. Có một cái hình thức trading, thầy quên mất cái tên gốc tiếng Anh của nó, cái gì trade đó. Đấy là những cái quỹ đầu tư lớn, người ta có cái số tiền vốn khổng lồ, người ta có sở hữu những doanh nghiệp hay là cổ phiếu, trái phiếu này nọ. Người ta có thể vay một số tiền lớn từ một ngân hàng, ví dụ như ngân hàng của Nhật Bản nha. Tại vì ngân hàng của Nhật thì cái lãi suất nó rất là thấp, dưới 1% một năm luôn ấy. Sau đó người ta lại đem số tiền vay đó đem qua gửi bên ngân hàng mua trái phiếu của chính phủ Mỹ với lãi suất cao hơn nhiều, có thể là lên 4,5% một năm ha. Và người ta thu được cái lợi nhuận. Nhưng với điều kiện là đó là một cái quỹ lớn, họ có tài sản thế chấp để họ có thể vay được. Sau 5 năm anh ta có được số tiền 520 năm 552.11 compounded quarterly, tức là 4 từ từ PY. PY này thầy nghĩ của mình 4 luôn phải bằng 12 nha. Kiếm đáp án chắc rồi nè. PY và CY thường là nó bằng nhau. Tất nhiên sẽ có trường hợp không bằng nhau, nhưng mà trong cái bài này thầy nghĩ rằng nó bằng nhau là bằng 4 ấy. Này có số mấy nhỉ? Số Số 4 4. Đó, đó bằng năm nhau này, PY và CY bằng 4 này. Nhưng mà tình cờ thì kết quả nó cũng khá là bằng của mình ha. Nhưng mà dù sao cũng sửa lại nha, số thì nó sẽ thành 622. đáp án là 552.11. Có số nào mình đã sai Present năm 20. Con đổi cái số PY này bằng 4 luôn nhá. không? Còn cái N này không phải 60 này, cái N này cũng sai rồi. Cái N này sẽ là 5 năm, 5 nhân 4, tại vì mỗi năm trả lãi 4 lần. 5 nhân 4 bằng 20. N bằng 20. Đó, compounded quarterly thì là 5 nhân 4 với thừa số 0 này. 5 nhân 4 quarterly. Rồi, bấm lại thì nó sẽ bằng 552.11 giống đáp án ha. Câu tiếp theo. Instead of investing the money, Angel decided to buy a phone that cost $520. Thay vì gửi tiền ngân hàng thì đi mua điện thoại. At the end of 5 years, the phone will have a value of $30. Sau 5 năm thì giá trị nó chỉ còn giống như bán đồng nát thôi, 30 đô. It may be assumed that the depreciation rate per year is constant. Giả định rằng cái sự giảm, cái phần trăm giảm giá thì không thay đổi mỗi năm. Ví dụ như mỗi năm giảm giá đi 20% ha. Calculate the annual depreciation rate. Câu này giống câu nãy thôi. Nhưng mà cái này Bấm máy tính. Nó nó không. là cái PY CY cái này nó là 12 Hàng không năm, thầy? hàng năm. Tức Hay là vậy bằng là bằng 1. PY và bằng CY 1. bằng 1. Vậy n bằng 5. Ừ, đúng rồi. Còn nếu con làm manually thì sẽ viết là future value là 30 này ha. Lại future value bằng present value nhân với 1 trừ đi cái rate này nhân với n này. Future value là 30, present value là 520. 1 trừ đi r là cái mình đang tìm và n là 5 năm này ha. Giải phương trình này. So this equation we can find the value of r, the constant depreciation rate. Điều kiện là nó phải là constant. Depreciation rate per year is constant. Thì tất nhiên bấm máy tính nó sẽ ra negative value ha. Từ 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 từ. Lúc nãy thầy có giảng rồi mà mình bị quên ấy. Bây giờ bỏ tiền ra để mua điện thoại nè. Minus minus 500. Sau khi bán điện thoại đi thì được số dương positive 30 ha. Bấm máy tính này mà âm dương mà sai là nó sẽ kết quả sai liền. Nếu không mình show equation màu đỏ thì viết ở đây này.
Ren nó là trừ 40 43.47 Đó thì 3 significant. Đáp án là 43.5% yeah. minus 43.5%. Mỗi năm giảm giá 43%. Thật ra là chuyện này là chuyện có thể xảy ra trong thực tế. Mấy cái điện thoại mình mua của Xiaomi hay là Huawei này nọ ha. Giảm giá ghê lắm. Rồi, thế đó. Hôm nay mình học như ba thôi. Chào thầy. À, ba thôi.